Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến ha. Thì hôm nay mình đi về Cần Giờ, đây là chợ quận 3 của Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt mình là con sông Lòng Tàu, thật là lớn, rộng lớn luôn các bạn anh chị. Bên kia là rừng Đước nè các bạn anh chị, một cái lá phổi của thành phố Hồ Chí Minh. Mình xuống đây mình uống một ly cà phê và mình ngắm tàu buông chạy và mình quay cho các bạn xem nha. Nhưng mà hôm nay xuất hiện một cái con tàu kiểm ngư Việt Nam từ ngoài biển chạy vô con sông Lòng Tàu, rất là đẹp luôn các bạn các anh chị. Một cái con tàu màu trắng tinh luôn, thật là đẹp luôn. Bây giờ mời các bạn và các anh chị xem mình quay con tàu kiểm ngư của Việt Nam trắng tinh rất là đẹp chạy vào Sài Gòn nha các bạn anh chị. Bây giờ mời các bạn và các anh chị xem nha. Ôi, lần đầu tiên thấy luôn. Tàu là lạ quá. Ôi, chiếc tàu chạy rất đẹp luôn, màu trắng nõn luôn. Ôi, rất đẹp luôn. Tàu này giống chiếc tàu tàu bay quá. Rất là xa các bạn anh chị, đây là mình zoom lại nè, rất là xa luôn nha. Đó. Rất là xa luôn. Ôi, chiếc tàu. Chiếc tàu màu trắng. Để lại gần mình coi cái chiếc tàu của tàu gì. Kiểm ngư hả? Phải không? Chắc là tàu này kiểm ngư biển quá. Cái lại gần chút xíu mình mới thấy được. Hiếm mới có chiếc tàu này nè. Tàu quá đẹp luôn, màu trắng. Bây giờ là cái tàu này ngoài biển chạy vô nè các bạn anh chị. Rồi, chiếc tàu này kiểm ngư Việt Nam. Ồ, chiếc tàu này quá đẹp luôn. Tàu kiểm ngư Việt Nam rất là hiếm có luôn. Tàu này chạy ngoài biển không à, hiếm gặp lắm. Tàu này KN290. Rồi, cái tàu quá bự luôn. Là kiểm ngư Việt Nam nha. Rồi, chiếc tàu quá đẹp luôn. Hiếm mới gặp được chiếc tàu này các bạn các anh chị. Tàu rất đẹp. Hiện tại đang chạy trên sông Lòng Tàu Cần Giờ. Rồi, chiếc tàu quá đẹp luôn. Quá chụp luôn. Cảnh rất đẹp. Quá đẹp luôn. Chiếc tàu đẹp luôn, đẹp nhất luôn. Tàu quá đẹp luôn, kiểm ngư của Việt Nam. Ồ, tàu rất đẹp luôn. Hiếm mới gặp cái chiếc tàu này. Chiếc tàu này là chỉ chạy ngoài biển không à. Hôm nay là vô sông Lòng Tàu. Vô sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Quá đẹp luôn.
tàu này rất là lớn luôn, kiếm ngư rất là lớn luôn. Chạy em ru luôn. Tàu này có 4 ống khói luôn, 2 ống khói hai bên luôn. Trước mặt mình có mấy chiếc ghe nè, chiếc ghe đi câu gì. Đây có chiếc ghe luôn, chiếc tàu kiểm ngư rất đẹp. Ồ, đây chiếc ghe, ghe chắc này ghe đi cào là ghe gì này. Tàu này đang bo cua nè các bạn anh chị, đi vào Sài Gòn. Ở ngoài biển đi vô nè. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ. Đây là một chiếc tàu đẹp nhất luôn. Hiếm có, hiếm gặp mấy chiếc tàu này lắm các bạn anh chị. Thôi tới đây mình tạm dừng ở đây nha các bạn và các anh chị. Mình hẹn các bạn ở clip sau nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem nữa. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn.